Chào mừng các bạn đến với đời sống muôn màu channel của bà Tám Cali. Ngày hôm nay á, Tám đi eo rê á, coi người ta triển lãm xe đó các bạn. Xe đời mới 2024 hoặc là xe của các thời đại, xe flagship, xe sport. Tám sẽ đi một vòng ghi hình để giới thiệu cùng các bạn nhé. Xin mời các bạn cùng theo dõi ha.
for saying something profound yet relatable. The scene with small children playing in nature. We'd be just fine by now. But a sustainable future...